Rồi, hello các bạn, kênh phim trang channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robot One. Phần này tiếp tục mình sử dụng trang phục là Ubot Fake Custom, kết hợp với trang phục và Style Custom nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng là Telebot Mind nha. Đó, phần này mình sẽ đặt hết toàn bộ là chỗ phần này là hết Telebot Mind luôn. Đó, chỗ nào cũng đặt hết nha các bạn. Ok, giờ mình đã dịch chuyển thành con Bolit áo xanh này. Đó, giờ mình sẽ thả cái bánh Rotten Donut ra nha, sẽ dịch chuyển luôn cái ông Bolit gay nha các bạn. Rồi, con chạy đi đâu nha. Đó, coi là ông sẽ chạy xuống dưới này. Rồi, chắc chắn mình sẽ dịch chuyển thành công nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ sử dụng là Buffy Custom đi trước nha các bạn. Dòng thứ hai là mình sẽ sử dụng là Starlight Custom. Ok, giờ mình sẽ thả đây là hai cái bánh Rotten luôn đó. Xuống này mình cũng thả luôn một cái luôn, là những Bolit áo xanh này. Rồi. Ok, bây giờ coi thì anh Tấm có chạy vô trong phòng nha. Rồi, không có ai chạy vô nha các bạn. Đó, giờ tiếp tục mình lại thả bánh vô đây. Đó, trong đây là mình sẽ thả ngay cái cửa này. Rồi. Ok, tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công con Bolit áo xanh này. Rồi mình sẽ dịch chuyển có được ai nữa. Rồi, một con Bolit gầy. Đó, sau khi con Bolit gầy này biến mất là có ông kia đứng im nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng là Windep Toy. Mình sẽ nhử vô các bạn, chứ không có cách nào mà đi vô đó nổi nha. Rồi, dịch chuyển luôn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you, mình sẽ ủng hộ bên trang channel của mình. We'll be right back.
What the hell?